sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ viện phí. Thưa quý anh chị, ngoài cái chuyện là cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn cầu á, mình được được gì? Mình được trả chi phí y tế điều trị nội trú ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Thì bên cạnh đó thì đảm bảo cho khách hàng an tâm trong suốt quá trình nằm viện. Thì mỗi ngày như vậy mình có thể được trả một cái khoản tiền từ 100 ngàn cho đến 1 triệu để khách hàng an tâm trong suốt quá trình nằm viện của mình. Thì nó có cái sản phẩm là bảo hiểm hỗ trợ viện phí, như vậy là ngoài cái chi phí mình được trả ra hết khi điều trị nội trú thì mình còn nhận được tiền mặt nữa. Tiền mặt này tiền mặt này mình có thể mua thuốc nè, mình có thể mua thêm thực phẩm để bồi dưỡng cơ thể nè, hoặc là tiền mặt này mình có thể lo những cái chi phí khác trong suốt quá trình nằm viện. Cũng xin nói rõ là còn chẳng ai muốn thích nằm viện đâu, nhưng mà cái chuyện trả hết chi phí cộng với chuyện hỗ trợ tiền mặt hàng ngày như vậy á, thì khách hàng cảm thấy vui, cảm thấy an tâm. Và khi mà khách hàng cảm thấy an tâm như vậy thì bệnh chóng lành, và cái quan trọng nhất là giúp cho khách hàng sớm quay lại công việc và cuộc sống. Tại vì thật ra ở công việc và cuộc sống thì niềm vui nó vẫn vui hơn là cái chuyện mà nằm viện. Và quay lại hỗ trợ viện phí nó bao gồm như sau. Đầu tiên là hỗ trợ mỗi ngày nằm viện là 100% số tiền viện mỗi ngày. Đơn vị là tính bằng ngày nằm viện, và mỗi đợt nằm viện là không quá 20 ngày, mỗi năm hợp đồng là không quá 100 ngày, và toàn bộ cái thời hạn hợp đồng là không quá 1.000 lần. Ví dụ mình tham gia là 500.000 đồng cho ngày hỗ trợ nằm viện thì maximum người ta sẽ trả là 500 triệu. Đó, điều trị hỗ trợ tại khoa, chăm sóc đặc biệt thì cũng trả thêm 100% cho mỗi ngày nằm viện. Tính cũng là cái số ngày mà nằm khoa sóc đặc biệt, mỗi đợt nằm không quá 10 ngày, mỗi năm không quá 50 ngày, và trong suốt thời gian tham gia sản phẩm như vậy á, thì không quá 500 lần. Thì có nghĩa là khi đó nó đạt cái số là gấp 1.000 lần thì cái quyền lợi này nó cũng không còn nữa, mà khi nó không còn nữa thì mình cũng không cần phải đóng, mình không còn đóng cái phí của sản phẩm này. Cái hỗ trợ chi phí phẫu thuật thì 500% số tiền bảo hiểm, có nghĩa là mỗi ngày, lấy ví dụ đến mỗi ngày 500 thì 500% là mình nhận là 2 triệu rưỡi trong mỗi lần phẫu thuật. Bên cạnh ở phía trên thì toàn bộ chi phí được trả, thì đây là tiền mặt. Mỗi đợt nằm viện là một lần, một năm hợp đồng là 5 lần, và trong thời gian tham gia sản phẩm bảo hiểm này là 20 lần. Điều trị tại khoa phòng cấp cứu do tai nạn là 100% số tiền bảo hiểm do mỗi lần nằm viện. Nếu có điều trị tại khoa phòng cấp cứu do nguyên nhân tai nạn, đơn vị là mỗi lần điều trị, mỗi đợt nằm viện là một lần, và một năm hợp đồng là 5 lần. Trong suốt thời gian tham gia là 20 lần cho sản phẩm bổ sung này. Ngoài ra còn hỗ trợ điều trị ngoại trú, có nghĩa là 100% số tiền bảo hiểm cho mỗi lần lọc thận hoặc là hóa trị xạ trị, mỗi lần điều trị. Còn cái này do mình điều trị ngoại trú cho nên là không áp dụng cái đợt nằm viện. Một năm hợp đồng là không quá 100 lần, và trong suốt thời hạn hợp đồng là không quá 1.000 lần. Các cái quyền lợi này được chi trả, đồng thời cùng quyền lợi hỗ trợ viện phí nếu có phát sinh sự kiện, tổng các quyền lợi này đi nữa thì cũng không vượt quá 1.000 lần số tiền bảo hiểm. Cho nên là khi đạt đến 1.000 lần số tiền bảo hiểm thì cái sản phẩm này nó cũng không còn nữa, và khách hàng cũng không đóng phí, không còn phải đóng phí cho sản phẩm này nữa. Và toàn bộ cái nguyên tắc điều khoản hợp đồng này nó sẽ nằm ở trên cái điều khoản, và khi hợp đồng phát hành thì nó có cái điều khoản để ghi rất rõ cho khách hàng, để khách hàng đọc, và mình sẽ có một phiên chứng vân tiếp theo.